Minh Hiền xin kính chào quý vị đến với bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai thứ Bảy ngày 12 tháng 11. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và bình an. Bản tin ngày hôm nay có điều gì đáng chú ý? Mời quý vị theo dõi. Và sau đây là bản tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Nhiều tuyến xe khách, xe buýt ở vùng cao phải hủy chuyến vì thiếu xăng dầu. Thực hư clip ô tô húc đổ cây xăng gây cháy ngùn ngụt giữa lúc giá xăng tăng. Thái Bình khởi tố bắt hai cựu cán bộ công an huyện vì tội dùng nhục hình. Tự lấy kim xỏ khuyên, một người phụ nữ suýt phải cắt tai vì khối u 500g. Công an tạm giữ 7 người bán hàng rong đánh người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hơn 1.000 bệnh nhân chuyển viện vì máy móc bệnh viện Bạch Mai đắp chiếu. Đề xuất không cấp biển ô tô có số cuối là 4953. Rộ trào lưu phơi sổ đỏ vỉa hè để quay TikTok bán đất. Không khí lạnh sắp đổ bộ miền Bắc. Tác giả gạo ST25 tuyệt giao với ban tổ chức cuộc thi gạo ngon Việt Nam. Và sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin, gần một tuần nay, nhiều lái xe thuộc công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La phải hủy chuyến vì lý do không mua được dầu. Nhiều lái xe khác cũng chia sẻ, mặc dù biết nghỉ chạy sẽ mất khách, mất thu nhập, nhưng thiếu xăng dầu nên không còn cách nào khác. Qua tìm hiểu của phóng viên, hiện nay ở Sơn La đang là thời gian cao điểm thu hoạch các loại nông sản như ngô, sắn, cà phê, cũng là thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Do đó, nhu cầu sử dụng xăng dầu trên địa bàn tăng vào khoảng 400-450 mét khối một ngày. Trong khi đó, nhu cầu cấp dầu chỉ đáp ứng được 45% và 70% đối với xăng. Hiện nay tại các huyện xã vùng sâu vùng xa, phần lớn các cửa hàng xăng dầu ngoài hệ thống của Petrolimex đã tạm dừng hoạt động do không có nguồn cung. Tại một diễn biến khác, Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng thêm 840 đồng trên mỗi lít xăng E5 Zone 92, trong khi giá xăng Zone 95 tăng 1.110 đồng một lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 Zone 92 là 22.710 đồng một lít và xăng Zone 95 là 23.860 đồng một lít. Tương tự, giá dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 90 đồng một lít, còn 24.980 đồng một lít. Hiện giá dầu vẫn đang cao hơn giá xăng trong nước. Như vậy, giá xăng trong nước tăng 4 lần liên tiếp sau 4 lần giảm. Tính đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 30 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng và 12 lần giảm, một lần giữ nguyên. Giá xăng E5 Zone 92 và Zone 95 đang ở mức quanh 22.500 đồng đến 24.000 đồng một lít, tương đương thời điểm cuối tháng 12 năm 2021. Mới đây, cư dân mạng chia sẻ một đoạn clip ô tô húc đổ cây xăng gây cháy ngùn ngụt trong một nhóm mạng xã hội. Hàng nghìn người xem clip đã bày tỏ sự sửng sốt giữa lúc giá xăng tăng, người dân nhiều nơi phải xếp hàng để tới lượt đổ xăng. Qua tìm hiểu được biết clip ô tô húc đổ cây xăng trên xảy ra từ năm 2020 tại phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Cụ thể, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2020, một chiếc xe ô tô 4 chỗ lùi xe đã làm đổ cột bơm xăng, người trong xe mau chóng thoát ra. Sau cú va đập mạnh, lửa bốc lên nhanh, khói khét lẹt, nhân viên trạm xăng đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa khống chế đám cháy. Sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới phun nước làm mát bồn chứa nguyên liệu. Sau vụ việc, chiếc ô tô bị cháy và bẹp nát phần đuôi, một chiếc xe máy bị thiêu rụi. Xem clip vụ cháy cây xăng trên, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự sửng sốt nhưng cũng có nhiều người phát hiện ra vụ việc đã xảy ra từ lâu. Một số người khôi hài bình luận, tiếc nuối vì cây xăng bị cháy giữa lúc giá xăng tăng, người dân nhiều nơi phải xếp hàng đổ xăng. Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quang Hùng, cựu đội trưởng, và Trịnh Thanh Hùng, cựu đội phó, cùng công tác tại đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hai bị can trên bị bắt vì có liên quan đến việc một người đàn ông là nghi phạm chết bất thường tại nhà tạm giam nói trên. Liên quan đến vụ án này, trước đó bà L, 44 tuổi, trú tại xóm 7, thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư, Thái Bình, có đơn tố giác đến các cơ quan tố tụng Trung ương và tỉnh Thái Bình về việc chồng bà là ông B, 48 tuổi, trú cùng địa chỉ, đang bị Công an huyện Vũ Thư tạm giữ thì chết bất thường. Theo đơn tố giác, trưa 19 tháng 9 năm 2021, một số người tự xưng là cán bộ Công an huyện Vũ Thư đến nhà yêu cầu vợ chồng bà đến trụ sở Công an huyện làm việc liên quan nghi vấn ông B có dấu hiệu phạm tội môi giới mại dâm. Sau buổi làm việc, ông B tiếp tục bị giữ lại để phục vụ điều tra. Kể từ đó đến tháng 2 năm 2022, gia đình bà L nhiều lần đề nghị được thăm, nhưng công an từ chối với lý do đang trong giai đoạn điều tra.
Đến tối ngày 20 tháng 2, gia đình bà L nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ công an huyện Vũ Thư thông báo về việc ông B bỏ ăn, ngất xỉu và đã được công an đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư cấp cứu. Khi gia đình bà L đến bệnh viện thì thấy chồng mình đã qua đời, trên người có rất nhiều vết thương, bầm tím. Nhiều tháng sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Vũ Thư không có bất cứ thông báo chính thức nào về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B, nên gia đình bà L đã làm đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng. Mới đây, giám đốc bệnh viện JW Hàn Quốc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân T, 39 tuổi thành phố Hồ Chí Minh vì bị khối u tai phải nặng 0,5 kg sau khi dùng kim chỉ may vá quần áo xỏ lỗ tai. Nữ bệnh nhân cho biết cách đây 10 năm, chị đã xỏ lỗ tai bằng kim chỉ may vá quần áo. Việc khử trùng cây kim bằng cách thoa dầu, 4 ngày sau xỏ lỗ tai, tai chị T bắt đầu sưng viêm to gần bằng một đốt ngón tay. Sau đó phần trái tai bên phải ngày càng phình to, tím bầm, hết sức đau nhức. Vì không thể chịu nổi, chị đã tìm đến một trung tâm y tế để thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u phì đại. Những tưởng sau khi cắt bỏ khối u thì sẽ khỏi, nhưng sau gần 10 năm, khối u có dấu hiệu tái phát trở lại và tốc độ ngày càng nhanh và to. Qua thăm khám, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, khối u tai diện tích lên đến 32cm², nếu không kịp thời cắt bỏ, phần hoại tử khối u có thể lan rộng, ăn mòn, thậm chí phải cắt bỏ cả tai. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u tai, cân nặng 0,5kg, bệnh nhân được tiêm thuốc ức chế u tái phát trong tương lai. Bác sĩ cảnh báo, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đăng tải các phương pháp làm đẹp cực kỳ nguy hiểm. Trào lưu tự bấm lỗ tai tại nhà cũng chính là một tư tưởng làm đẹp đáng báo động. Liên quan vụ hai thanh niên bị đánh hội đồng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho hay đang tạm giữ Lương Thế Vinh, 28 tuổi ngụ quận 3, Vũ Đức Hậu, 26 tuổi quê Long An, Phạm Văn Tài, 18 tuổi, Hà Quan Sang, 27 tuổi, Dương Vũ Hòa, 18 tuổi, cùng ngụ quận 4 và hai người khác. Hai nạn nhân bị đánh là Hà Vũ Đăng Khoa, 21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh và Nguyễn Minh Hải, 25 tuổi, ngụ quận 12. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định như sau. Khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 11, Khoa và Hải chơi ván trượt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thì Hải trượt ván va vào người Vũ Đức Hậu, bán cá viên chiên, đang chơi xe điện nên đôi bên cãi vã rồi lao vào đánh nhau và được mọi người can ngăn. Khi Hải ra ghế ngồi nghỉ thì Hậu tiếp tục đến nói chuyện rồi lại xô xát. Thấy vậy, nhóm người bán hàng trong khu vực này gồm Vinh, Tài, Sang, Hòa và hai người khác cùng lao đến đánh hội đồng Hải. Thấy bạn bị đánh, Khoa vào can ngăn thì cũng bị nhóm Hậu đánh mặc cho một số người dân lớn tiếng can ngăn. Hiện Công an quận 1 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Báo Lao động đưa tin, sau 2 năm thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện theo nghị quyết số 33, Bệnh viện Bạch Mai đang rơi vào tình cảnh khó khăn nhiều mặt. Máy móc, trang thiết bị đắp chiếu, không thể mua sắm mới, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, cũng không thể đầu tư sửa chữa hay xây mới. Đáng buồn hơn, trong khi hệ thống máy móc điều trị ung thư của Bệnh viện Bạch Mai hiện đại hàng đầu Việt Nam đang nằm phủ bụi trong phòng chụp, thì rất nhiều bệnh nhân ung thư đã phải di chuyển đến các bệnh viện khác, chờ nhiều ngày để được chụp chiếu rồi lại quay trở về Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Trao đổi với phóng viên Lao động về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung biếu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong thời gian qua, lãnh đạo bệnh viện và tất cả các y bác sĩ của trung tâm đều rất buồn. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 3 năm qua, nguồn thu của Bệnh viện Bạch Mai giảm do các đề án liên doanh liên tiếp dừng. Giá hiện tại thu theo bảo hiểm y tế, nên trong năm 2022, năm bệnh nhân tăng đột biến cả nội ngoại trú, nhưng chênh lệch thu chi gần như không có. Trước đó, vào năm 2019, Chính phủ ban hành nghị quyết số 33 về thí điểm tự chủ 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế bao gồm Bạch Mai, Chợ Giấy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K. Sau thời gian thí điểm, hai bệnh viện triển khai thực hiện là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K đều xin dừng tự chủ toàn diện do nhiều nguyên nhân. Liên quan đến dự thảo thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, theo tổng hợp, có 121 đại biểu nhất trí ban hành nghị quyết, trong đó có 2 đại biểu Quốc hội đề xuất không phát hành biển kiểm soát ô tô xấu theo quan niệm dân gian, ví dụ có số cuối 49 hoặc 53. Bên cạnh đề nghị không phát hành biển số xấu, một số đại biểu cho rằng cần làm rõ biển số đẹp là gì, có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách. Mức khởi điểm đấu giá biển số ô tô nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, 52 đại biểu đồng ý áp dụng trong cả nước một mức giá khởi điểm như đề nghị của cơ quan thẩm tra là 40 triệu đồng, 4 ý kiến cho rằng chỉ nên để 20 triệu đồng. Cũng có ý kiến đề nghị mức 50-80 triệu đồng, thậm chí 200 triệu đồng với biển số đẹp, bắt buộc phải đưa ra đấu giá.
có đại biểu đề nghị quy định giá khởi điểm theo hai nhóm, gồm biển số đẹp được thừa nhận rộng rãi và nhóm biển số lựa chọn theo mong muốn, phân loại nhiều nhóm biển số khác nhau để có các giá khởi điểm khác nhau. Mức giá được các đại biểu Quốc hội đề xuất 5 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương còn lại là 2 triệu đồng. Những ngày gần đây, làn sóng bày bán sổ đỏ ra vỉa hè ngày càng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Môi giới địa ốc chia sẻ nhiều chiêu thức câu khách mua bán đất của môi giới trong bối cảnh thị trường bất động sản đang suy thoái. Trước đó, việc giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở Bình Thuận miệt mài cầm sổ đỏ đi bán dạo trên vỉa hè khắp các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ khiến nhiều người dân và trong giới bất động sản xôn xao. Tưởng đây chỉ là hiện tượng cá biệt nhưng ngày càng lan rộng ra các địa phương khác và trên các diễn đàn mạng xã hội và TikTok. Không chỉ bày bán sổ đỏ ra vỉa hè với giá rẻ, các lãnh đạo sàn còn đua nhau chia sẻ những thủ thuật dụ người mua bất động sản vào thời điểm này. Trao đổi với báo chí về trào lưu bán rong sổ đỏ trên vỉa hè, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng đó chỉ là hành động tự phát của các cá nhân, không một môi giới bất động sản chuyên nghiệp nào lại đi bán đất theo hình thức như vậy. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thị trường địa ốc hiện gặp rủi ro thanh khoản giảm sâu, có nguy cơ rơi vào đợt suy thoái. Theo đánh giá của ông Châu, với những khó khăn trong năm nay, nhiều khả năng năm 2023 có nguy cơ xảy ra lạm phát, suy thoái kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu kịch bản này diễn ra sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế và thị trường bất động sản Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay, ngày 12 tháng 11, không khí lạnh yếu có thể tăng cường xuống miền Bắc, sau đó được tăng cường tiếp vào ngày 15 tháng 11. Do không khí lạnh liên tiếp từ đêm 13 đến 14 tháng 11, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác. Từ ngày 15 đến 18 tháng 11, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng chiều tối và đêm 19 đến 20 tháng 11, vùng núi phía Bắc khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 13 đến 15 tháng 11 và từ 20 đến 21 tháng 11, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11 khả năng xuất hiện khoảng 1 hoặc 2 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 11 năm 2022. Tháng 11, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C. Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Sáng ngày 11 tháng 11, Ban tổ chức cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần thứ 3 năm 2022 họp báo liên quan đến những thông tin cuộc thi không khách quan, không khoa học, có gian lận từ phía ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo ST24 và ST25. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA và trưởng Ban tổ chức cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần thứ 3 khẳng định, cuộc thi có mục tiêu và tiêu chí rõ ràng, ban tổ chức đã công bố rõ ràng và gửi đến các địa phương, đơn vị dự thi và phương tiện truyền thông và được tổ chức trung thực, khách quan, minh bạch. Cũng theo ông Nam, buổi sáng ngày thông tin lên báo chí, ông Hồ Quang Cua có điện thoại cho ông Nam phản ánh giống lúa đoạt giải đánh cháo giống ST24 và anh Cua sẽ làm văn bản khiếu kiện. Tuy nhiên sau khi ông Cua thông tin lên báo chí, chúng tôi có liên lạc lại với ông Cua nhưng không được. Liên quan đến cuộc thi gạo ngon quốc tế, hiện tại chúng tôi chỉ nhận được hồ sơ đề xuất từ phía công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời với giống Lộc Trời 28 đoạt hạng 3. Trong khi đó, khi phóng viên liên lạc với ông Cua qua điện thoại, ông Cua cho biết đang tập trung vào cuộc thi gạo ngon quốc tế nên sẽ không làm văn bản khiếu kiện cuộc thi nữa. Và sau đây là bản tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Foxconn tăng lương gấp 4 lần để nhân viên không bỏ trốn. Trung Quốc đếm ngược thời gian tấn công Đài Loan. Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc tại Indonesia. Mỹ chặn hơn 1.000 chuyến hàng linh kiện năng lượng mặt trời từ Trung Quốc. Nga giăng bẫy ở Kherson, Ukraine giải phóng hoàn toàn Mykolaiv. Vợ của các binh sĩ Nga đến biên giới Ukraine đòi đưa chồng về nước. Truyền thông Hàn Quốc, Kim Jong-un đẩy mạnh hành quyết thị chúng để răn đe. Liên Hợp Quốc, hơn 50 nước có nguy cơ vỡ nợ. Nguy cơ 90.000 người châu Âu tử vong mỗi năm do nắng nóng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông quốc tế đưa tin, nhà máy Foxconn tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây đã tăng tiền lương lên gấp 4 lần cho các công nhân lắp ráp iPhone tại khu phức hợp Trịnh Châu sau khi hàng loạt công nhân bỏ chạy khỏi đây. Cụ thể, nhà máy cung cấp Foxconn Technology Group của Apple đã tăng mức lương hàng ngày cho nhân viên dây chuyền lắp ráp tại nhà máy iPhone lớn nhất thế giới lên 400 nhân dân tệ, tức 55 đô, từ tháng này.
vài ngày sau khi hàng nghìn công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy do lo sợ COVID-19. Thêm vào đó, các công nhân thuộc bộ phận chịu trách nhiệm lắp ráp iPhone cũng có thể nhận được các ưu đãi bổ sung lên đến 5.000 nhân dân tệ dựa trên tổng số ngày trong một tháng mà họ có mặt tại nhà máy Trịnh Châu. Theo đó, Foxconn cho biết mỗi công nhân có thể được trả thêm 15.000 nhân dân tệ trong một tháng. Trong một động thái khác, cơ quan y tế ở Trịnh Châu đã kêu gọi bình tĩnh sau khi hàng loạt công nhân Foxconn bỏ chạy. Giới phân tích nhận định ít nhất 10% công suất sản xuất iPhone toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình tại nhà máy ở Trịnh Châu của Foxconn. Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến iPhone đang gấp rút chuyển đổi chuỗi cung ứng của mình sang các quốc gia khác như Việt Nam, Ấn Độ hay Thái Lan. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, mới đây khi thị sát Trung tâm Chỉ huy Hoạt động Chung của Quân ủy Trung ương CMC, ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng toàn quân cần tập trung chiến đấu để nâng cao khả năng chiến thắng. Một số nhà phân tích tin rằng chính quyền Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ở eo biển Đài Loan. Điều này có thể dần dần đẩy Trung Quốc đến bờ vực chiến tranh. Ông Vương Đan, cựu lãnh đạo sinh viên Trung Quốc trong cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đồng thời là người đứng đầu một tổ chức tư vấn phi chính phủ của Mỹ, tin rằng ông Tập Cận Bình hiếm khi kiểm tra các trung tâm chỉ huy. Theo ông Vương, với chức danh là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Tập đã yêu cầu quân đội tăng cường toàn diện công tác huấn luyện quân sự. Hành động và thông báo này rõ ràng hơn thái độ trước đây, đồng thời đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài, do đó Đài Loan phải hết sức thận trọng. Ông Vương cũng lưu ý rằng, đừng dùng lý lẽ hay logic thông thường để đánh giá các hành động tiềm tàng của chính quyền Trung Quốc, bởi vì suy nghĩ của họ khác với suy nghĩ của người thường. Trước đó, hôm 27 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng đẩy nhanh việc chiếm đóng Đài Loan. Truyền thông Mỹ đưa tin, Nhà Trắng vừa xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Theo thông báo của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những nỗ lực để duy trì và làm sâu sắc hơn các đường dây liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc, quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và đặc biệt là về những thách thức xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế. Nói về cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc tại G20, ông Biden cho biết không sẵn sàng đưa ra bất kỳ nhượng bộ cơ bản nào khi gặp ông Tập và sẽ vạch ra ranh giới đỏ để giải quyết các khu vực xung đột, bao gồm cả vấn đề Đài Loan. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan sau nói với các phóng viên rằng chính quyền sẽ thông báo tóm tắt cho Đài Loan về kết quả cuộc gặp giữa ông Biden với ông Tập. Thêm vào đó, một ngày trước khi gặp ông Tập tại Bali, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc để thảo luận về cách ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Hãng Reuters đưa tin, hơn 1.000 lô hàng linh kiện năng lượng mặt trời trị giá hàng trăm triệu đô đến từ Trung Quốc đã chất đống tại các cảng của Mỹ kể từ tháng 6 năm 2022. Cụ thể, theo Reuters, Hải quan Mỹ đã bắt giữ 1.053 lô hàng trên từ ngày 21 tháng 6, thời điểm đạo luật bảo vệ lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương có hiệu lực. Cơ quan này cho biết chưa có lô hàng nào trong số đó được thả. Hiện Hải quan Mỹ không tiết lộ các nhà sản xuất hay xác nhận chi tiết về số lượng thiết bị năng lượng mặt trời trong các lô hàng, tuân theo luật liên bang về bảo vệ bí mật thương mại. Tuy nhiên, ba nguồn thạo tin nói với Reuters rằng các sản phẩm bị thu giữ bao gồm các tấm pin và các tế bào năng lượng mặt trời polysilicon. Những thiết bị này chủ yếu được sản xuất bởi ba công ty Trung Quốc là LONGi Green Energy Technology, China Solar và Jinko Solar Holding. Đáp lại, Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc cưỡng bức lao động ở Tân Cương do Mỹ đưa ra. Bắc Kinh nói một cách mỹ miều rằng đã thiết lập các trung tâm đào tạo nghề cần thiết để kiềm chế các phần tử khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ở Tân Cương. Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây một quan chức của Ukraine nói Nga đang đặt bẫy mìn ở khắp Kherson và cố biến nơi này thành thành phố chết, trong khi truyền thông Ukraine loan tin Mykolaiv đã sạch bóng quân Nga. Cụ thể, ông Mykhailo Podolak, cố vấn chính trị của Tổng thống Ukraine cho biết, lực lượng Nga muốn biến Kherson thành thành phố chết. Họ đang đập mìn ở mọi nơi, từ nhà cửa đến cống rãnh, cũng như lên kế hoạch đánh phá thành phố Kherson từ bên kia sông Dnipro. Nga chưa lập tức bình luận về phát biểu của ông Podolak. Song cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đang di chuyển tới bờ đông sông Dnipro theo kế hoạch. Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 9 tháng 11 thông báo lực lượng Nga sẽ rút khỏi Kherson, thành phố tỉnh lụy duy nhất của Ukraine mà Moscow chiếm được kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2. Tại diễn biến liên quan, truyền hình quốc gia Ukraine vừa đăng tải video cho thấy binh sĩ nước này tuyên bố đã giành lại được thành phố Sinihuruka thuộc tỉnh Mykolaiv, Ukraine. Nếu video được xác nhận,
đây sẽ là một diễn biến quan trọng trong cuộc xung đột, đánh dấu thêm bước lùi của Nga vì Sinuhurika được coi là thành phố cuối cùng mà Nga đang kiểm soát tại tỉnh Mykolaiv, có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tuyến đường chiến lược dẫn đến thành phố Kherson. Hãng tin độc lập The Insider của Nga đưa tin, mới đây vợ của các binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine đã xuất hiện ở biên giới và yêu cầu đưa chồng về nước. Cụ thể, một nhóm khoảng 20 người đã đến một căn cứ quân sự ở thị trấn Valiuki của Nga vào đêm thứ Tư. Valiuki cách Kharkiv Oblast ở Ukraine khoảng 50 km. Nhóm này chủ yếu là phụ nữ, kêu gọi đưa chồng của họ ra khỏi Ukraine và nói rằng chồng họ đã bị thương khi chiến đấu trên chiến tuyến. Được biết, những người thân này đến từ các vùng Voronezh, Kursk và Belgorod của Nga. Trong đoạn video được đăng tải trên Telegram, một người phụ nữ trong nhóm nói, các quan chức quân đội phải làm điều gì đó, họ phải đưa ra quyết định, họ phải đưa những người đàn ông ra khỏi đó. Một người thân khác cũng nói nếu các quan chức không thể giúp, cô ấy sẽ tự mình ra mặt trận để giải cứu những người lính. Hiện không rõ liệu những người phụ nữ có nhận được câu trả lời hay không. Tuy nhiên, có thông tin báo cáo rằng các quan chức đang giúp những người phụ nữ tìm chồng của họ. Được biết, tướng hàng đầu của Mỹ Mark Milley mới đây ước tính hơn 100.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Tờ Vision Times đưa tin, vừa qua có thông tin cho rằng Triều Tiên vẫn đang thực thi các vụ hành quyết thị chúng khủng khiếp để răn đe và nâng cao lòng trung thành với nhà lãnh đạo cao cấp Kim Jong-un. Cụ thể, ngày 7 tháng 11, theo nguồn tin ở tỉnh Gangwon, Triều Tiên của tờ Daily NK Hàn Quốc, vào cuối tháng 9, một người đàn ông khoảng 50 tuổi ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon đã bị hành quyết thị chúng trước sự chứng kiến của hàng xóm và đồng nghiệp. Theo nguồn tin, người đàn ông này là bác sĩ, phạm tội sản xuất và bán thuốc bất hợp pháp. Trong quá khứ cũng từng bị phạt vì tội sản xuất thuốc trái phép và lần này ông tái phạm nên bị buộc tội hình phạt cao nhất là hành quyết thị chúng. Trong khi đó, theo nguồn tin khác, một người đàn ông ngoài 40 tuổi là trung đội trưởng của một lữ đoàn thuộc Cục An ninh huyện Gyeongsong, tỉnh Hamgyeong, Bắc Triều Tiên, mới đây cũng bị hành quyết ngay trước mặt đông đảo binh sĩ vì tội điều động lính tham gia xây dựng nhà ở riêng lẻ và nhận hối lộ. Theo nguồn tin, Triều Tiên vốn ưa tạo ra bầu không khí khủng bố thông qua các vụ hành quyết thị chúng để mọi người phải quán triệt theo chỉ thị và mệnh lệnh của nhà cầm quyền. Thời gian gần đây, do khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người tỏ thái độ bất mãn nên nhà cầm quyền thúc đẩy mạnh hơn các phiên tòa hay xử tử hình công khai để triệt để loại bỏ động thái bất bình trong dân chúng. Truyền thông Anh đưa tin, ông Achim Stainer, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP, mới đây cảnh báo hơn 50 quốc gia đang phát triển nghèo nhất có nguy cơ vỡ nợ và phá sản, trừ khi các nước giàu cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. Theo ông Stainer, khủng hoảng năng lượng, lãi suất và lạm phát tăng cao đang khiến ngày càng nhiều quốc gia có nguy cơ vỡ nợ, kéo theo những tác động tai hại đối với người dân của họ. Ông nói hiện có 54 quốc gia nằm trong danh sách các nước có khả năng vỡ nợ và nếu chúng ta nhận thêm cú sốc, chẳng hạn lãi suất tăng, khiến việc vay nợ trở nên đắt đỏ, giá năng lượng, giá thực phẩm tăng, gần như không thể tránh khỏi viễn cảnh một số nền kinh tế không có khả năng thanh toán. Vị quan chức Liên Hợp Quốc cũng giải thích cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm vấn đề thêm phức tạp, khi nhiều quốc gia phải đối mặt với nhiều tác động ngày càng tăng từ thời tiết khắc nghiệt. Các quốc gia nghèo không nhận được sự hỗ trợ mà các nước giàu đã cam kết, nhưng lại đối mặt với bão lũ lụt, hạn hán và sóng nhiệt ngày càng khắc nghiệt. Cơ quan Môi trường châu Âu EEA mới đây cảnh báo, các đợt nắng nóng có thể khiến 90.000 người châu Âu tử vong mỗi năm cho tới cuối thế kỷ này. Cụ thể, EEA nêu rõ, nếu không có các biện pháp ứng phó, theo kịch bản nhiệt độ trái đất tăng 3 độ C vào năm 2100, 90.000 người ở châu Âu có thể tử vong do nắng nóng mỗi năm. Con số này sẽ giảm xuống 30.000 người một năm nếu mức tăng nhiệt độ toàn cầu là 1,5 độ C. Cơ quan này cũng dẫn số liệu bảo hiểm cho thấy khoảng 129.000 người ở châu Âu đã tử vong do các đợt nắng nóng xảy ra trong giai đoạn từ năm 1980 đến 2020. Hiện theo EEA, các đợt nắng nóng xảy ra với tần suất thường xuyên hơn, dân số già hóa và tiến trình đô thị hóa gia tăng có thể khiến số người tử vong tăng trong những năm tới, nhất là ở phía Nam lục địa già, được biết trong 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua là giai đoạn nóng nhất tại châu Âu, với nền nhiệt tăng bất thường khiến cho nạn hạn hán ở châu lục này trở nên khốc liệt chưa từng có kể từ thời Trung Cổ. Hôm 7 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, từ đầu năm tới nay, ít nhất 15.000 người ở châu Âu đã tử vong do nắng nóng. Nội dung trên đã khép lại bản tin tổng hợp của Hành trình tương lai ngày hôm nay, và sau đây mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, đời người tưởng dài, nhưng khi quay đầu lại mới thấy thật ngắn ngủi. Trong cuộc sống xô bồ ấy,
Đã bao giờ bạn nghiêm túc tự hỏi mục đích của đời người là gì, vì điều gì mà sống, và rốt cuộc cả đời truy cầu là điều gì? Xưa có một câu chuyện như thế này. Ở một làng chài bên bờ biển, có hai người đàn ông làm nghề đánh cá. Một người rất chăm chỉ, khôn khéo và lanh lợi. Người còn lại thì dường như không tập trung vào công việc. Hàng ngày, người chăm chỉ đều đi đánh cá từ sáng sớm và đến tối muộn mới trở về nhà, quanh năm không có ngày nghỉ ngơi. Còn người lười biếng kia chỉ đánh đủ số cá để bán lấy tiền mua gạo trong ngày. Sau đó anh ta nằm dài trên bờ biển, nghỉ ngơi hoặc trở về vui chơi bên gia đình. Một ngày, người đánh cá lười biếng hỏi người đánh cá chăm chỉ kia rằng: "Vì sao mà ngày nào anh cũng bận rộn từ sáng đến đêm như vậy?" Người đánh cá: "Tôi muốn đánh được nhiều cá, bán lấy tiền để tích cóp mua thuyền." Người lười biếng nói: "Vậy mua thuyền xong thì anh sẽ làm gì?" Người chăm chỉ nhìn xa xa ra biển rồi trả lời: "Tôi sẽ đánh nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền để mua chiếc thuyền lớn hơn nữa." Người lười biếng nói: "Có thuyền lớn hơn rồi thì anh sẽ làm gì tiếp?" "Tôi sẽ mua thuyền lớn hơn nữa, sau đó tôi sẽ nghỉ ngơi, không đi đánh bắt cá nữa, mỗi ngày nằm dài trên bãi biển phơi nắng, nghỉ ngơi, nghe tiếng sóng biển." Người chăm chỉ vừa nghĩ về tương lai tươi sáng, vừa tự đắc trả lời. Người lười biếng nói: "Anh xem, tôi hiện tại mỗi ngày chẳng phải vẫn nằm phơi nắng và nghe tiếng sóng biển đó sao?" Người chăm chỉ nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ mà không nói thêm lời nào. Nếu chỉ nghe qua, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng câu chuyện thật là tiêu cực. Nhưng kỳ thực trong đó lại bao hàm một đạo lý khiến mọi người phải suy nghĩ sâu xa. Mục đích của đời người là gì? Con người rốt cuộc muốn sống như thế nào? Cả đời người ta vì điều gì mà truy cầu? Người chăm chỉ đánh cá, bận rộn cả đời, cuối cùng cũng là mong muốn được nằm trên bãi cát, hưởng thụ ánh nắng mặt trời và nghe tiếng sóng biển. Người chỉ đánh đủ số cá cần dùng, trong cuộc sống hàng ngày đã có được điều mà người cần mẫn kia mong muốn. Người cần cù kia phải chăng đang sống một cuộc sống có chút mù quáng, có phải hay không một chút thật đáng thương? Trong cuộc sống, quả thực có rất nhiều thời điểm chúng ta đang sống trong mù quáng, vì để chiếm giữ được thanh danh, lợi ích, tình yêu, vật chất, thậm chí là một hơi thở mà lại không hề nghiêm túc nghĩ rằng những thứ ấy rốt cuộc có tác dụng gì đối với thân thể và tâm linh của chúng ta. Cuộc sống hiện đại ngày nay, vật chất vô cùng phong phú, xa hoa và trụy lạc, điều gì cũng có. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều người vẫn đang chìm đắm trong xa hoa trụy lạc, lệ thuộc vào vật chất mà không nhận ra. Không ít người vì xe cộ, nhà cửa, sắc đẹp, tình dục, tiền bạc, quyền thế mà đã trở thành nô lệ từ bao giờ. Người xưa giảng rằng, vật chất của cải chỉ là vật ngoài thân, khi sinh không mang theo đến, khi chết chẳng mang theo đi. Trong khi đó, con người chết đi còn phải trải qua lục đạo luân hồi, vậy mà cứ mải mê tranh giành những thứ vật ngoại thân đó đến mức làm nô lệ thì có đáng không? Trên đường phố rộn ràng đông đúc kia, thử hỏi có bao nhiêu người không phải là nô lệ cho vật chất, có bao nhiêu người có thể bảo tồn cảm giác lý tính để sinh sống? Đạo gia giảng phải chú trọng phản bổn quy chân, quay trở về với bản tính tiên thiên của con người. Họ cho rằng phản bổn quy chân mới là mục đích cuối cùng của sinh mệnh, mới là chốn trở về bình an. Trong sâu thẳm chúng ta, chắc hẳn ai cũng muốn bản thân và xã hội trở về với chân thật, thiện lương. Vậy phải làm thế nào mới có thể thực hiện điều ấy, nếu như có thể không vì vật ngoài thân mà ủ rũ, không vì vật ngoài thân mà trở thành nô lệ, thì tuy rằng thân thể bạn đang sống tại cõi hồng trần, nhưng tâm lại đang ở cõi bồng lai tiên cảnh. Đạo lý này quả thực sâu sắc lắm thay. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ ở bình luận bên dưới nhé. Cuối chương trình, Minh Hiền kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên được Hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội, họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, cũng như sức khỏe cải thiện ngày càng tiến về trẻ hóa.
Tuy rằng vẫn còn những tin đồn và hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta hãy thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thiện ác phân minh và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy thử tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.